Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cái channel của hai mẹ con nhà yêu là nha. Hôm nay mùng 8 tháng 3, bạn nào vui vẻ có quà gì chưa? Ai mà chưa có quà, chưa có niềm vui thì về team của mình. Mình là không có quà là điều đó chắc chắn rồi. Nhưng mà mình cũng chẳng lấy làm gì buồn nữa, tại mình quen rồi. Mà thật ra ở Việt Nam mình á, mùng 8 tháng 3 thì nhiều người biết lắm, nói chung là ai cũng biết hết á. Nhưng mà bên Mỹ này nè, người ta sao người ta bảo quốc tế phụ nữ mà đúng không, mà sao bên Mỹ này hình như chẳng có ai biết tới ngày mùng 8 tháng 3 đâu các bạn. Nhưng mà không sao, không có quà từ ông xã thì tự mình tặng quà cho mình. Đây, tự mình tạo niềm vui cho mình được có sao đâu. Đây, mình chuẩn bị một cái món ăn yêu thích, sò hấp, một thau để đấy sẵn sàng rồi, chút nữa là sẽ ăn rồi à, tâm sự với các bạn, nói chuyện chơi vui. Nhưng mà trước khi mà mình ăn sò đó là mình sẽ làm một ly nước ép. Hôm nay là mùng 8 tháng 3 nên mình đặc biệt hơn một chút. Hôm nay là mình làm một ly nước ép dâu cam với lại xoài. Dâu này thì mình mua ở đây là 8 hộp. Mỗi hộp như vậy là nửa ký. Một thùng này mình mua là có 11 đồng thôi. Giống như là ở Việt Nam mình bỏ ra 11 ngàn để mua 4 kg dâu vậy đó. Còn xoài này mình mua một thùng như vậy là 18 trái, giá của nó là 12 đô. Còn cái này là một thùng cam, mình cũng chẳng biết đó là bao nhiêu ký và bao nhiêu trái nữa. Bây giờ mình sẽ khui ra, mình lấy cam mình vắt nước. Nhưng mà sẵn mình cũng bỏ bớt ra hai cái thùng này á, tại vì nếu mà nó nằm nguyên trong cái thùng này nó nhiều quá, nó chồng lên nhau sợ là cam nó bị giống như là nó không có thoáng, đủ thoáng á, là nó bị hư. Nên là mình sẵn mình gỡ ra, mình lấy cam mình làm nước ép á, thì mình sẽ bỏ ra bớt hai cái thùng này luôn. Thùng cam này mình mua nó là 19 đồng á. Tất cả những cái đồ này là mình đều mua ở chợ rau á, Rồi đút chân sần á. Nếu mà các bạn nào mà quan tâm mà muốn mua thì có thể ra đó mua nha. Giá ở cái chợ đó lúc nào cũng rẻ hơn là những cái chợ khác hết. Cam này thì nó có ghi là xuất xứ từ Cali, California. Đấy, hình như là xứ sở của cam hay sao, ngày xưa còn được gọi là quận cam mà. À, các bạn nhìn cái thùng cam ngon không? Cam vàng tươi. Sẵn thì mình cũng đếm thử xem là nó được bao nhiêu trái ha. Ký thì mình không biết bao nhiêu ký nha. Thật ra nhà mình có cân nhưng mà mình làm biếng cân á. Nhưng mà quả thì mình đếm ở đây là được 86 quả. Trái của nó cũng lớn lắm. Mình nghĩ 1 ký chắc tầm khoảng hơn 3 trái à. Nè. Đó. Một thùng này lúc nãy mình có nói rồi đúng không? 19 đồng. Giống như các bạn ở Việt Nam mà mua một thùng cam này là có 19 ngàn thôi đó. Thôi bây giờ mình sẽ vắt nước ra xem nó có ngọt không, rồi cho các bạn coi bên trong cái lõi cam nha. Thôi bây giờ xin mời tất cả mọi người dùng bữa với mình nha. Đói lắm rồi. Lý ra là mình ăn sò tôm và uống nước cứ sinh tố thôi. Nhưng mà thật sự ăn sò không thì không có no được các bạn. Nên là mình đã làm cho mình một cái tô phở hoành tráng lệ ở đây. Phở này là phở nấu tại gia. Mình nấu, ăn rất là ok luôn. Sắp tới là mình sẽ ra một cái clip là hướng dẫn nấu phở cho các bạn nào mà xưa giờ mà chỉ ăn phở mà chưa có nấu ở nhà bao giờ đó. Thì nếu mà các bạn nào quan tâm thì có thể xem ủng hộ mình nha. Phở này thì mình sẽ ăn chung với lại tương ăn phở. Chanh ớt thì mình cũng đã vắt sẵn cho đó rồi. Còn cái này là nước chấm cho hải sản tí mình ăn. Bây giờ mình đã sẽ ăn phở trước nha. Cái tô phở này thật sự là nó rất là to luôn. Đây nè, mình có để sẵn một cái tô sẵn ở đây nè để cho các bạn xem. Ở Việt Nam mình ăn cái tô này bên ngoài là to nhất rồi. Nhưng mà thật sự cái tô của mình làm hôm nay ở bên này á, nó phải to gấp đôi cái này cơ. Giống như ăn một tô này là bằng ăn hai tô này đó. Rồi bây giờ ăn thôi, có giá, có rau, rồi có ngò, rau quế, rồi mình bỏ hết ở trong đây luôn rồi. Xin mời tất cả mọi người nha. Ăn thôi. Này là mình vừa mới cho là ăn trước rồi, xong rồi cho cổ uống sữa.
có cô ấy ngồi gần đây mà ăn chung thì vui lắm, nhưng mà YouTube nó không cho nên là mình phải cho cô ăn trước xong cho cô chạy vòng vòng quanh đi chơi cho nó vui. Mời lần nữa nha. Thơm quá. Cho một chút tương ăn phở dưới đây cho nó thơm. Cái tô này á mình mua ở Home Good á, nó được làm bằng sứ hay sành, sành hay sứ gì mình biết, nhưng mà nó giữ độ nóng được tốt lắm. Mình có ăn hết cái tô phở này rồi á, nhưng mà cái tô nước nó vẫn nóng à. Ăn phở này uống nước sinh tố nó cũng hợp thiệt luôn á. Nè Nôn, Nôn nè, ăn xong rồi là cho mẹ 10 phút thôi à. Để mẹ cho là quả dâu nè, là ăn dâu không này, cho là quả dâu này là ăn đi đó. Là nhà mình mà có cái ghế ngồi chung á thì vui, mà còn dễ coi cổ nữa. Mà YouTube nó không cho, đâm ra mình á, mình phải cho cổ ăn trước rồi cổ chạy vòng vòng á. Đôi khi thấy mình quay đây nè, thấy mình nói á, cổ cái quấn quýt cái chỗ của mình. Mà cái bàn này á, mình để quay phim á, nó nhỏ xíu mà cái chân của nó yếu lắm. Cổ chỉ cần đẩy nhẹ là nó rung. Chợ không phải nói chứ, mà cái xương ở nhà mình hầm cái nước phở này nè, nó nhiều quá mà nó tươi nữa, hút cái nước chất lượng ngon lắm hả? Là dâu kêu dâu ngon lắm, nhưng mà thật ra dâu hôm nay không có ngon. Dâu hôm qua mình mua nó ngọt đó, là mình ra mình mua nguyên một thùng á về ăn sẵn, là ép nước uống luôn, vừa đẹp da vừa đẹp. Nhưng mà dâu mình ra mua được sau này thì nó chua. Năm nay mùng 8 tháng 3 hay 14 tháng 2, kể cả Tết đó, ở Việt Nam mình chắc là quán xá thì chắc cũng không có đông đúc gì đâu ha. Dịch bệnh corona mà toàn cầu. Mấy bữa trước nước Mỹ còn chưa sao động lắm mà, nhưng mà 2-3 ngày hôm nay thôi có một sự thay đổi không hề nhẹ. Quán xá ở những khu phố này kia hầu như là ai cũng than là ế ẩm quá, không có người đi ăn. Mới đầu mình nghĩ á, nó cũng không có dữ dội lắm, mà càng ngày càng sợ lắm. Cái sức lây lan của nó nhanh quá. Mà thôi, đôi khi mà trong cái tình trạng mà toàn cầu như thế này á thì các bạn cũng nên hạn chế ra ngoài, tránh tiếp xúc đám đông nhiều á. Chỉ đi đâu khi cần thiết thôi. Còn những cái ngày lễ như thế này nè, các đấng mày râu mà có thể quan tâm đến những người phụ nữ mà mình yêu thương thì có thể mua một cái hoa nho nhỏ tặng, hoặc là mua một cái món quà mà người phụ nữ của mình thích tặng cho họ. Hoặc thậm chí chỉ cần nói những cái lời ngọt ngào yêu thương thôi là đó là như là cái món quà là ý nghĩa lắm rồi. Chứ đôi khi cũng chẳng cần phải đi đâu.
Còn như mình đây thì ngày nào nó cũng như ngày nào. Mỗi ngày đều là một niềm vui. Mở mắt ra thấy mình còn sống, nhìn thấy con gái mình bên cạnh khỏe mạnh, cha má ông bà anh em bằng hữu ai cũng không có chuyện gì xảy ra, đó là hạnh phúc rồi. Cắp cục bò viên nữa. Bò viên này, bò viên gân. Thường ngày mình nấu phở đó, mình cứ nấu xương với có nạm, có gân, bò viên. Nhưng mà thật ra nấu đầy đủ để chồng mình ăn, hay là nếu mình có mời ai đến nhà thì họ ăn á, cho nó đầy đủ, nhìn cho nó hấp dẫn thôi chứ còn. Bản thân của mình ăn phở thì mình chỉ ăn mỗi thịt tái thôi à. Trời ơi, trời ơi mấy bạn, eo làng nhà mình trời ơi, bà xé luôn cả cái lõi giày bên trong của bố nó. Trời ơi trời, điện thoại của bố nó gọi về, hôm nay thứ bảy bố nó vẫn phải đi làm. Đi làm bận cỡ nào bận chứ mà cứ ngày cũng gọi điện về 2-3 lần hỏi là con gái có khỏe không. Không cho là ăn nữa. Là nhà mình vừa mới ăn hết một cái bát con như vậy là đầy luôn. Ăn nó đủ rồi, không cho ăn nữa. Quay xong cái clip này là bắt đầu là bắt cho cổ một ly nước cam, cổ uống. Cổ thích uống nước cam lắm. Mới bây giờ đang trong mùa dịch á đó. Đó là lý do làm sao mà mình mua nguyên một cái thùng cam á. Cả nhà mình bây giờ ai cũng uống hết á. Muốn tăng cường vitamin C, ăn một cái cục này nữa. Đố mấy bạn biết cục này là cục gì á. Không phải cục gân thường đâu nha. Này gọi là bín bò. Ngon nhắm. Ngon nhắm. Có ăn đâu mà biết ngon nhắm. Ai trời ơi, quất con sò luôn. Với nó lúc nào không để ý mà không thấy luôn á. Trời ơi là trời, móc được nguyên một vành của con sò rồi mà cái này nó chán nhát làm sao mà còn ăn được vậy. Là trời ơi, ngon nhắm nữa chứ. Thôi bây giờ mình chuyển qua ăn sò thôi, tại vì phở mình cũng chẳng còn gì ăn, nó còn mỗi nước à. Cái này lâu rồi không ăn mà nay nhà mình nấu lại ăn ngon quá. Gia vị đồ này á đúng với cái khẩu vị mình mong muốn, mình ăn thường ngày luôn mà cái nó đậm đà mà nó ngọt cho cái vị xương nữa. Thôi bây giờ mình sẽ hút một ít sinh tố dâu cam xoài. Cái dâu hôm nay mình mua rất là chua nhưng mà bù lại cái thùng cam mình mua mà rất là ưng luôn, ngọt lắm. Nếu mà ai mà ở gần đây này có thể ra Rồ Nước Trân Sành mua á, một cái thùng to như vậy có 19 đồng 50 cent thôi. Mua về uống thì nếu như mà nó còn trong cái đợt này, nếu mà không phải cái đợt hàng mới á, thì sẽ rất là ngọt luôn. Không cần cho đường mà nó vẫn hòa quyện với dâu vẫn ngon. Bao là lại gọi nữa đó, tại vì mình không có nghe điện thoại á, là Hy sẽ gọi chừng nào mà mình nghe thôi. Kệ đi, mình ăn này xong chừng 2-3 phút nữa mình gọi lại. Bây giờ mình sẽ ăn sò nha. Chấm với nước mắm thần thánh. Tôi có đâu. Ngon quá. Ngon. Sâu đâm. Công nhận ăn cái món mình thích lúc nào nó cũng ngon.
cái này mà mình không ăn phở thì mình ăn chắc phải được 100 con thì mình ăn hết, ăn được 70-80 con à. Lần trước mình có ăn thử thắt sò rồi. À! Mai muốn được có dịp không? Hết dịch đó, mình sẽ về Việt Nam chơi. Thật ra bữa Tết mình cũng có ý định là đi về rồi, định mua vé rồi đó chứ không phải là chưa mua đâu. Mà tại vì cái passport của mình làm không có kịp á, xong rồi đến khi mà chưa kịp lấy passport về thì dịch nó xảy ra đó. Mình sợ quá mình không dám về nữa. Không phải là mình sợ cho mình, mà tại biết sao, nhà một mẹ một con, mình đi đâu mình phải theo là đi á. Mà cho cổ về Việt Nam thật sự là mình không dám á. Mình có mình cổ mà hiếm hoi nữa, cực khổ lắm mới có được. Tha cổ về, nhiều khi nhà mình ở dưới quê nữa, xa bệnh viện. Mỗi lần đi đến bệnh viện cả mấy tiếng hồ. Ai biết xui rủi lỡ có chuyện gì sao. Nên thôi cứ để qua dịch đi tính. Mai mốt mà mình về á, mình sẽ làm một cái clip. Không phải một clip mà làm một cái giống như là một chuyến du lịch đặc biệt. Đi ăn thử tất cả những cái quán, không phải tất cả mà là những cái quán mà mình có thể đi được. Về những cái quán ăn nổi tiếng với những cái món ăn ngon này kia, mình sẽ ăn rồi mình review cho các bạn xem. Nếu như mà nó ngon thực sự thì mình sẽ nói để cho các bạn biết, để một số các bạn nào đó đi du lịch đến đấy thì ghé ăn thử. Còn nếu không ngon thì mình cũng nói cho các bạn biết luôn. Để các bạn không phải mất công đi thử một lượt giống như mình. Là của mình là phải với được một con sò thì cổ mới chịu. Thấy bố hay mẹ làm một cái gì là bắt trước làm theo y chang như vậy. Thấy bố mẹ cầm cái gì là đòi cho bằng được cái đấy. Cái sò này ăn không chấm mắm cũng ngon. Mà nhậu nhậu thì làm thêm một đĩa gỏi xoài nữa, trộn sò vô. Trời ơi, bao xanh luôn. Ở bên này á, mình cứ hấp xả chấm nước mắm cho nó lẹ. Chứ cái này mà ở Việt Nam á hả, mình có hấp phí. Nướng lên, đổ miếng mắm hành vô nữa. Ở Việt Nam chuyên gia là nướng sò lông. Mà sò lông bên này cũng có, nhưng mà nó đông đá, nó chết rồi mà nó còn mắc nữa. Mắc chắc phải 5-7 lần nữa này. Ăn cảm thấy ngửa con sò đó, các bạn tin không? Sắp hết rồi, chắc còn con cuối nữa quá. Còn mấy cọng rau răm ăn hốt. Sắp hết rồi quá. Nay chắc mình ăn sò thôi, tôm này mình không ăn. Quá xá đã, quá xá ngon, quá xá no luôn. Chắc bây giờ mình cũng xin được dừng cái clip của mình tại đây quá. Chuyên mục ăn uống tự sướng ngày 8 tháng 3 là đến đây kết thúc. Bởi vì cũng chẳng còn gì để ăn cả. Mà bây giờ có đồ ăn bụng cũng không có chứa được nữa. Bây giờ là phải đi gọi điện cho ba là thôi. Ông bất công, ông gọi điện từ nãy giờ đó mà không bắt phone á. Ông lại tự nhà có chuyện gì mà không bắt phone của ông á. Ông lại phi về, ông thấy vậy là ông chửi cho thêm tăng nữa. Mà sáng ngày á,
mình nói với ổng chứ hôm nay là thứ bảy, chưa tới mùng 8 tháng 3 nha. Ở bên Việt Nam mình khi mà mình đăng cái clip này lên đó là sáng mùng 8 tháng 3, nhưng mà bên này là coi như là mình mới có mùng 7 thôi. Mình nói với ổng chứ sáng nay mình nói anh ngày mai mùng 8 tháng 3 đó, ngày mai phụ nữ vùng lên đó nha, coi chừng á, ổng đi mua quà rồi tặng cho tôi đi. Ổng nói chứ Việt Nam mình á, phụ nữ đôi khi chắc khổ quá rồi này nọ, phải vùng lên vùng xuống chứ. Còn mấy bà bên Mỹ này nè, ngày nào mà không của mấy bà, ngày nào chẳng là ngày phụ nữ mà cần gì phải vùng lên. Giống như bà vậy đó, bà đang đứng ở trên đỉnh điểm rồi, bây giờ bà mà vùng lên là chỉ lao xuống vực thôi chứ không có đi đâu được hết trơn á. Nên thôi, mình yên phận thế này thôi, chứ mình vùng lên mất công mà lao xuống vực thiệt á. Thôi bây giờ là kết thúc thiệt nha, tạm dừng cái clip tào lao mới lao này lại. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau của mình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Uống không? Uống không? Chào nè.